Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ Năm, 17 tây tháng 11 năm 2022. Xin chào anh Long. Xin chào Đỗ Dũng, xin kính chào quý khán thính giả đài truyền hình SBTN. Sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn bắt đầu với quý vị một cái câu chuyện đụng độ giữa hai nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới ở tại khung cảnh hội nghị thượng đỉnh khối G20. Và hai người này, chúng tôi cũng không thấy là trong cái câu chuyện này cũng có nhiều chuyện cũng khá lạ để mà chúng ta có thể thấy là lần đầu tiên một cái nhà lãnh đạo cỡ lớn trên thế giới có một cái complaint với một cái lãnh đạo khác về một cái cuộc mà nói chuyện giữa đôi bên. Thưa anh, ai complain ai? Thưa quý vị, ngày hôm qua, báo chí thế giới đưa ra đoạn video cho thấy ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, phàn nàn với lại ông Thủ tướng Justin Trudeau của Canada. Lý do ông Tập Cận Bình phàn nàn là bởi vì ông Trudeau đã nói những cái chuyện mà hai người nói chuyện riêng với nhau cho báo chí biết. Và đây là cái chuyện mà rất là lạ lùng. Và xin bác thật cho coi cái đoạn video đó, người ta quay được. Và ông nói qua một thông dịch viên. And that's not how the way the conversation was conducted. If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have to continue. Let's create the conditions first. Vâng, thưa quý vị thấy đó, tại cái hội nghị thượng đỉnh chỉ có những giới chức cao cấp ở trong đây và các phụ tá như thông dịch viên, không có người ngoài. Cái chuyện này nó lộ ra ngoài là cái chuyện thứ nhất là cái chuyện hiếm có lắm. Chuyện thứ hai là chúng ta nghe qua cái người thông dịch viên đó, ông Tập Cận Bình nói tiếng Hoa. Qua một thông dịch viên, ông phàn nàn là tại sao những gì chúng ta nói chuyện riêng với nhau lại bị tiết lộ ra cho báo chí. Điều đó là không đúng. Và đó là không phải là cách chúng ta nói chuyện để giải quyết vấn đề. Nếu mà ông muốn nói chuyện đàng hoàng thì không nên làm như vậy. Đó là lời ông Tập Cận Bình nói. Thì ông Trudeau nói lại là ở Canada, chúng tôi tin vào tự do và ngôn luận cũng như công khai và thẳng thắn nói chuyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói như vậy và nói một cách xây dựng cùng với nhau. Nhưng có thể chúng ta không đồng ý với nhiều vấn đề khác nhau. Thì sau đó ông Tập Cận Bình nói vậy thì chúng ta sẽ phải đưa ra cái điều kiện trước. Chúng ta sắp xếp điều kiện trước khi nói chuyện, đại khái như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy cái mặt ông Tập Cận Bình rất là ngượng. Và ông nói, ông khô tay lên. Điều rất hiếm ở các cái nước như Trung Quốc mà chúng ta thấy là tất cả những hành động của các lãnh đạo tối cao là đều được đánh bóng. Hoặc nếu không đánh bóng được thì phải che giấu những cái gì mà nó không có được đẹp đẽ. Cái chuyện mà ông nói như thế, mặt ông như thế, tay ông quơ lên, chúng ta thấy đó, cái tay ông đưa lên như thế là cái điều chúng ta có thể nói là chưa bao giờ thấy với ông Tập Cận Bình. Đó, thành ra cái chuyện này nó là cái chuyện mà không bình thường. Và chúng ta thấy cái mặt ông rất là ngượng. Và ông Trudeau nói thẳng thắn với ông. Đó là hai cái chi tiết mà người ta chú ý. Tại sao mà bên Trung Quốc để cái chuyện này xảy ra, tức là nó lọt ra ngoài đó. Chứ thường là người ta sẽ che không cho người ta quấy, hoặc là cái người lãnh đạo như ông Tập Cận Bình là sẽ rất kiềm chế và không bao giờ nói như vậy cả. Và trước đây trên chương trình này tôi có nói với quý vị một lần, tôi có đọc ở cái tờ Wall Street Journal, họ nói về cái chuyện người ta kể lại là ở các cuộc họp thượng đỉnh đó, ông Tập Cận Bình là một người nổi tiếng là kín tiếng. Tức là sau khi họp xong mà ra ngoài nói chuyện chơi với nhau, đó gọi là off the record đó. Đấy không? Giống như tôi với anh Long làm việc đây nói như vậy này, nhưng mà hết chương trình chúng tôi nói chuyện nó khác. Nó thân mật hơn chẳng hạn. Ông Tập Cận Bình không bao giờ nói chuyện thân mật. Ngay cả người ta đến hỏi thăm ông cũng nói giống như đã được viết trong tờ giấy. Có nghĩa là rất là cẩn thận, từng lời nói từng chữ một. Chuyện này khá đặc biệt, thưa anh Long. Trong sự việc này chúng ta thấy quan sát cái cách gọi là cái điệu bộ của ông Tập Cận Bình. Ông có cái gì đó nó hơi khó chịu và cái cách của ông làm việc có vẻ chúng ta cảm thấy giống như một cái sự, tôi tạm dùng chữ là giành mặt ông Trudeau. Nhưng mà cái sự việc mà nó xảy ra khi chúng ta đi vào thì nó có đến mức như vậy hay không? Chuyện cho biết rằng hai ông Trudeau và ông Tập Cận Bình có một cái cuộc gặp gỡ bên lề khoảng chừng 10 phút. Đây là một cuộc gặp gỡ nói chuyện là trong phòng đóng kín, có nghĩa là không có giới truyền thông, không có tiết lộ ra ngoài. Bên Trung Quốc không có tiết lộ cái nội dung, bên Canada cũng không tiết lộ nội dung hai ông nói cái gì. Tuy nhiên, trong một cái cuộc họp báo thì phóng viên hỏi ông Trudeau rằng là có một cái cuộc nói chuyện giữa ông và ông Tập Cận Bình đúng không? Ông Trudeau nói có. Thì ông Trudeau không tiết lộ là hai ông nói chuyện với nhau về việc gì. Tuy nhiên cái sự khó chịu của ông Tập Cận Bình thể hiện mà quý vị thấy trên màn ảnh thì phải nói rằng là đây là một cái chuyện cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn xa hơn một tí xíu. Canada và Trung Quốc cũng đã có một cái sự là không thuận thảo, đặc biệt trong cái vấn đề liên quan đến công chúa đỏ, đúng không anh? Vâng. Bà Mạnh Vãn Chu bị Canada theo cái bên phía Hoa Kỳ đề nghị là Canada gọi là bắt giữ bà này để mà dẫn độ về Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chuyện dẫn độ về Hoa Kỳ đã không xảy ra. Thì trong thời đó Trung Quốc dẫn độ Trung Quốc dẫn độ Hoa Kỳ đúng rồi. Và trong thời gian đó bên Trung Quốc cũng bắt công dân của Canada để mà gọi là cân bằng, rồi để hai bên để mà điều đình nói chuyện với nhau. Và trong thời gian vừa qua bên Canada tố cáo Trung Quốc là dùng các phương tiện gián điệp để ăn cắp những cái bí mật của Canada, kể cả luôn chuyện tin tặc. Và trong cái bối cảnh khối G20 lần này thì ông Tập Cận Bình qua phó hội với cái tư cách là vừa là người chiến thắng trong cái cuộc đại hội đảng Trung Quốc vừa mới xảy ra, ông nắm quyền uy tuyệt đối. Và ông cũng có một cái sự mà gọi là được chú ý nhiều nhất, đó là cuộc gặp gỡ giữa ông với ông Joe Biden. Thì không biết trong những cái vấn đề đó cái chuyện gì làm ông Tập Cận Bình bực bội, chúng ta không biết. Còn anh Dũng cho rằng là đây là một cái vấn đề mang tính văn hóa thì cũng có thể đó lý do, thưa anh. Vâng, thực ra là cái chuyện ông Trudeau nói với báo chí đó, không tiết lộ hết, nhưng mà báo chí biết là cái chuyện là ông Trudeau tố cáo bên Trung Quốc là làm gián điệp. Chính vì vậy mà ông Tập Cận Bình ông mới bực mình, là ông nghĩ rằng là cái chuyện nói chuyện riêng như vậy thì không nên đưa ra ngoài. Và chúng ta thấy rằng là như tôi nói đó, ở bên các cái chế độ độc tài độc đảng là những cái chuyện đó là họ bao biện làm sao cho thật kỹ lưỡng, không có một tì vết gì đối với lãnh tụ. Đó là họ, bởi vì những người này được coi như là những ông vua đó, không có một tì vết gì cả. Bây giờ ví dụ mặc cái bộ đồ đó cho ông Tổng Bí Thư, nó đẹp từ trên xuống dưới 99.99% luôn, nhưng mà chỉ có 1/1000 bị tì vết cũng không được luôn. Không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Chúng tôi là hoàn hảo hết. Hoặc là bây giờ ví dụ anh Long mà anh khen tôi đi, tôi gặp anh 1000 ngày vừa qua, tôi quen biết anh 3 năm trời. Trong 1000 ngày, 999 ngày anh gặp anh khen tôi, mà chỉ có 1 ngày thôi anh nói lên cái sự thật là tôi có một lỗi rồi, không được, nghỉ chơi ngay. Tôi muốn anh Long phải 1000 ngày, hay là mọi ngày cho đến hết cuộc đời anh lúc nào phải khen tôi. Đó là cái tâm lý của lãnh đạo các chế độ độc tài và độc đảng. Thành ra cái chuyện này nó làm cho ông Tập Cận Bình ông khó chịu, ông không kiểm soát được luôn. Và giữa Canada và Trung Quốc trong 3 năm qua, tình trạng quan hệ song phương xuống rất thấp qua cái vụ bà Mạnh Vãn Chu bị bắt. Đó, và như anh Long nói là Trung Quốc trả đũa bằng cách là bắt 2 công dân của Canada để cuối cùng đổi qua đổi lại. Và tôi cho quý vị một cái ví dụ luôn. Ngày thứ 3 vừa rồi, tờ Washington Post có đăng cái bài về cái chuyện đài VOA Tiếng Việt, là VOA Tiếng Việt đó. Hồi tháng 5 khi mà ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, sang Mỹ vào ngày 13 tháng 5, thì đúng hơn, trong một khách sạn ở tại khu vực Washington DC, trong lúc chờ gặp ông Anthony Blinken, Ngoại trưởng Mỹ, thì ông Phạm Minh Chính với lại các giới chức Việt Nam có nói chuyện với nhau. Lúc đó là off the record. Thì thưa quý vị, cái đài gọi là cái YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ, họ mới chiếu, vô tình bắt được cái câu ông Phạm Minh Chính nói rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó sợ gì. Và sau đó thì thưa quý vị, cái đoạn video được cả đài VOA và đài Á Châu Tự Do, là hai đài của chính phủ Mỹ, nhưng mà đài VOA đó là của bên hành pháp, đài AP của bên lập pháp, thì họ đã cái bên xin lỗi quý vị, cái bên tòa đại sứ của Việt Nam sau đó có một cô tên là Khanh Nguyễn, cô này là tùy viên báo chí và văn hóa, đã viết thư cho ban giám đốc của đài VOA yêu cầu gỡ những cái sản phẩm này xuống. Đài VOA Tiếng Việt họ bỏ lên cả YouTube, Facebook và bài viết. Thì 3 ngày sau, cái đài VOA mà đài mẹ đó, đài chính đó, coi như là yêu cầu đài VOA Tiếng Việt phải gỡ cái này xuống mà không giải thích. Sau đó nhân viên của đài VOA Tiếng Việt họ rất bực mình và họ phản đối. Thì cái ông mà gọi là đặc trách về nội dung đó trả lời đó, cho Washington Post, nói rằng là ông này tên là Steve Spring. Ông mới nói rằng là ông cũng biết, hay biết cái chuyện này, nhưng mà thôi xóa đi, tại vì bây giờ ai cũng biết hết rồi đó. Riêng bên phía tòa đại sứ Việt Nam đó thì họ nói như thế này: đây là câu chuyện riêng, mà khi anh đăng lên như vậy thì anh không tôn trọng cái quyền riêng tư của người ta. Đài VOA Tiếng Việt thì họ nói rằng những nội dung ở trong Bộ Ngoại giao chiếu như vậy, nó là coi như là nội dung là công chúng, thì chúng tôi đưa ra thôi, có gì đâu. Thì bên tòa đại sứ Việt Nam nói rằng là cái mà Bộ Ngoại giao quay như vậy là sai, bởi vì lúc đó ta nói chuyện riêng. Nhưng mà đó là cái hai bên cãi cau cãi lại. Cuối cùng thì thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì 3 cái sản phẩm của đài VOA Tiếng Việt đã bị kéo xuống. Đó, câu chuyện nó là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy hai cái quan điểm nó khác nhau. Bên phía Việt Nam cũng vậy, họ không yêu cầu đài Á Châu Tự Do kéo xuống nha, họ chỉ yêu cầu đài VOA Tiếng Việt kéo xuống thôi. Để cho thấy một lần nữa là gì? Các lãnh tụ cộng sản là họ giống như vua, tức là gì? Không có một cái gì gọi là mảy may, không có một tì vết gì cả. Và tôi được biết là họ vận động rất mạnh mẽ và gây áp lực với đài VOA của Mỹ, đài tiếng nói Hoa Kỳ, để kéo cái này xuống, bởi vì họ không muốn thấy hình ảnh đó, mặc dù đó là sự thật. Và đối với người Mỹ thì cái chuyện mà hot mic là chuyện bình thường. Chúng ta thấy là như ông Biden, ông Donald Trump, ấy, cái cả ông trước ông gì, ông bác sĩ gì về Covid-19 anh nổi Fauci. Tiếng cái gì? Fauci. Ông còn lỡ miệng, ông nói ông thượng nghị sĩ Rand Paul là gì? Moron. đồ man rợ. Đại khái cái chuyện nó bình thường, không ai phải xin lỗi. Nhưng mà với lãnh tụ cộng sản kiểu như ông Tập Cận Bình, kiểu như Phạm Minh Chính thì những cái này là không thể chấp nhận được. Đó là tôi kể cái văn hóa của hai cái nơi nó khác nhau ở chỗ đó. Và vâng, chúng ta đi quảng cáo okay, cái rồi okay. Tiếp. Tôi biết anh muốn nói đâu mà không là chúng ta không có tiền. Quý vị đừng để màn hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.